Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay em chia giao lưu với anh em một số phôi mai vàng. Mai vàng nha anh em, hàng đẹp đẹp nha anh em. Đó. Cây cũng khá đẹp nha anh em. Rồi, cây mai đầu tiên. Mã số là M nha anh em. Đó, cây này đế thú đẹp lắm anh em ơi. Em coi cộng đế nè. Đó, đế thú ha. Đó, mới bứng dưới đất lên luôn anh em ơi. Cộng đế thú rất là đẹp luôn. À, cốt cành đều gan luôn. Rồi, hoành luôn em ơi. Hoành 23. 23 hoành. Chiều cao là 88. Chiều cao 88. Kính bầu là 48. Đường kính bầu 48. Rồi, cây mai này mã số là M1. Giao lưu với mọi người là 3.900.000 bao ship toàn quốc. Rồi, 3.900.000 bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cũ đặt nha. Cũ đặt luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây cây mai sù nha anh em. Này mai sù cám nè, anh em coi nè. Để quay kỹ cho anh em. Đó, từ từ rồi. Đó, cây khá là to ha, sù dưới này hết trơn luôn nha anh em. Sù tới nè. Đó, sù tới rễ luôn nè. Đó. Đó. Cây này khá ok ha. Cái này cái nách sù nách chân nè anh em ơi. Nè ha, cây nó già lắm mới lên sù gì nè nha anh em. Hoành 38. Rồi cây này là nhổ chậu ra nha anh em. À, cây nào dưới đất em báo dưới đất, cây nào nhổ chậu em nói nhổ chậu ha. Đấy, cây này xài tết xong rồi bứng lên cắt phôi lại nha anh em. Làm phôi lại. Đó. Rồi, cây này mã số là M2, giao lưu với mọi người là 3.500.000 bao ship toàn quốc. 3.500.000 cho mai sù nha anh em. Quay kỹ sù cho anh em xem cái nữa đi. Đó. Đó, anh em coi sù nữa ha. Từ từ thôi. Đó, nách là sù hết trơn ha. Đó. Cốt cành là ok hết trơn nha anh em. Rồi, 3.500.000 M2. Rồi, tiếp theo M3. Đó. Cây này cũng sống khỏe thường chậu nha anh em. Cũng mới bứng chậu ra. Cây nào dưới đất thì nó báo dưới đất, cây nào chậu em báo gành cho anh em sẽ mua bán nó dễ nha anh em. Đó. Còn một cục đất luôn anh em yên tâm ha. Để khá đều. Cốt cành trên cắt đầu quái ha. Cây này thì nó muốn lên xù nha anh em, nó già muốn lên xù nè. Đó. Hoành nó 2 nè, hoành nó 22. 22 hoành. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Mã số M3 này giao lưu với mọi người là 1.900.000 em bao ship toàn quốc. 1.900.000. Đó, cây khá là đẹp nha anh em, cốt cành đế cũng khá đẹp ha. À, cây này bứng đất nha anh em. Quá trời xù luôn anh em ơi. À, đây một cục xù vàng khè 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 lại nha anh em, giống như chiếc cúp vậy đó. Anh em nào về ghép mấy bo trên này chơi nè, rất là quái nha anh em. Nó có nhánh tử ở dưới nữa. Mã số M4. Mã số M4. Hoành 22. 22 hoành. Chiều cao 44. Đường kính bầu nó là 23. Đường kính bầu 23. Rồi, mã số M4 em giao lưu với mọi người là 1.400.000 em bao ship toàn quốc. Đó, 1.400.000. Cái mai sù nha anh em. Cây khá là đẹp á. Sù cúp luôn á. Đó, cây M5. Đó, cây này cũng bứng dưới đất nha anh em. Đó, cây này đẹp nha anh em. Đó, cốt cành đẹp hết ha. Được nè, cây nào nó dở cái gì ra báo cho anh em ha. Cây này nè, nó bị lũa một bên. Em đã xử lý chế keo lại hết trơn. Mấy nhánh này là cái mặt cắt cũ. Đó, đã xử lý chế keo cho anh em ha. Đó. Ha. Đó. Ok. Thằng viên đây mà nó sành lại kéo hết trơn nè, anh em thấy không? Ừ, cây anh em thấy sống khỏe tết bông màu màu luôn. Đó. Này bứng dưới đất mà trên mô người ta. Cái này dáng đẹp ha. Dáng rất là đẹp. Hoành nó 31. Cây này có khiếm khuyết chỗ nào là em chỉ hết trơn nha anh em. Anh em cứ coi kỹ ha. Hoành 31. Chiều cao 71. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Đó. Thằng lắc rất là đẹp. Rồi, giá luôn em ơi. Rồi, mã số M5 này giao lưu với mọi người 2.200.000 bao ship toàn quốc. Rồi, M5 2.200.000 anh em, bao ship tặng nhà cho anh em luôn đó. Rồi, tiếp tục M6.
Cây này với cây nãy là một cặp nha anh em, cũng bứng chung một chủ á. Đó, cũng sống khỏe luôn anh em ơi, bứng trên mô á. Đó. Nó có cái sẹo chỗ này. Đó, mà xử lý keo hết trơn nha anh em. Nè. Sạch chưa rồi. Đó. Có cái gì thì báo gành rẻ cho anh em ha, mình mua bán cho nó dễ nha anh em. Đó, còn mấy nhánh này là sống khỏe hết á. Hộp đâm trời cao ông luôn ha. Đây, có cái sẹo chỗ này nè. Đó, vô đây. Đó. Buôn bán thì mình về kỹ lưỡng cho anh em, quay kỹ lưỡng cho anh em mấy cái sẹo ha, về cho anh em yên tâm ha. Rễ to to lực lực. Đó, mấy cái sẹo cũ, mấy cắt cũ của hồi xưa người ta anh em ơi. Nhưng mà cây thì sống khỏe ha. Rồi, có hoành, hoành luôn em ơi. Hoành ngay đây là 30. Hoành 30, nguyên cái cũ à. Cũ 55. Chiều cao nó là 77. Nguyên kính màu nó là 40. Rồi, mã số M6 dành giao lưu với mọi người 1.500.000 em bao ship toàn quốc. Rồi, M6 cho 1.500.000 thôi anh em ơi. Cây lũa mà lũa lắc cũng khá là đẹp phải anh em. À, lũa lũa mà nó khéo. Lũa mà dám. Đây là M6. M6. Đó, cây. Cây này M6 đúng không? Cây này M6 rồi. M6 hả? Đây M7. M7 đúng không? M7 đúng rồi. Đế nè anh em, câu quay đế ha. Cây này nhổ chậu ra nghe nè. Đó. Cắt nữa nè, có cành thì cũng khá ha nè, anh em về chơi game cũng ngon anh em ơi. Hoành nó 19. Hoành 19. Chiều cao nó là 66. Chiều cao 66. Đường kính màu nó là 20. Rồi M7 dành giao lưu với mọi người là 650.000 em bao ship toàn quốc. Rồi 650.000 thôi anh em ơi. Rồi xuống cây luôn. Cây này cốt cành khá ha. À, cây anh em yên tâm ha. Cây này cũng nhổ chậu ra, nó sống khỏe, cũng nhổ chậu ra chơi Tết rồi ha. Rồi cắt phôi lại bán anh em, tỉa cành lại. Tại để tàn tàn dài và phí vận chuyển cũng vậy anh em ơi. Hoành nó 15. Hoành 15 đo tuốt trên luôn á. Chiều cao nó 1m03. Đường kính bầu 26. Rồi mã số M8 em giao lưu với mọi người là 550.000. Rồi 550.000 bao ship luôn anh em ơi. Rồi hỏi phôi luôn. M9. Rồi. Cây này cũng sống khỏe thường chậu mà nhổ chậu ra nghe nè. Mà nó có bị lũa. Nè, cây này báo lũa ha. Có lỗ này nè, em đã xử lý sạch sẽ nên xịt sạch sẽ luôn nè anh em. Sạch sạch luôn đó. Đó, có lỗ này nè, nhỏ như này. Em xịt sạch sẽ luôn, chết keo lại ha. Đó, đây này có cái lỗ chỗ này. Đó. Thông với cái đó. Còn cây cáo thì ok ha. Cái gì mình quay kỹ lưỡng cho anh em xem ha. Cây này mình về mình chơi quái anh em ơi. Đó. Chơi kiểu này nè ha. Đây một nhánh này ha, ghép đây một nhánh nè. Đó, rất là quái. Hoành 24. 24 hoành. Chiều cao nó 20. Đường kính màu 28. Rồi M9 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship toàn quốc. Rồi 500.000 bao ship anh em ơi. M4. M9. M10. Đó. Cây này khá là đẹp nghe nè, cốt cành khá đẹp. À, cây này nó có một lằn bên đây, lằn nhỏ thôi anh em nè. À, nhưng mà nó kéo bích lệ chân nè. À, rồi còn lại thì cây ok hết đây nè. Hoành nó là 23. Chiều cao là 59. Đường kính bầu 30. M10 này em giao lưu với mọi người 900.000 em bao ship toàn quốc. Rồi M10 900.000 bao ship tặng nhà cho anh em luôn anh em ơi. M11. M11. Cây này cốt cành cũng khá đẹp ha. Cây này cũng nhổ chậu nghe nè. Đó, cây này chỉ có cái lỗi nhỏ chỗ này. À, nó có sẹo chỗ này chút xíu mà em thả keo xích keo lại cho anh em hết nè. Chỗ này. À, chỗ này là nó sụt. Là 20.
06. Đường kính bầu nó là 24. Mã số em màu 11 để em giao lưu với mọi người là 650.000, em bao ship toàn quốc. Rồi, 650.000. Tiếp theo là màu 12. Này vết cắt cũ ha. Này vết cắt cũ này đó. Cây này thì không có bị gì, vết cắt cũ thôi. Cây khá là đẹp. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao nó là 33. Cao 33. Đường kính bầu nó là 24. Đường kính bầu 24. Rồi mã số M12 này em giao lưu với mọi người 750.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 750.000 anh em ơi, bao ship luôn. Lửa đã xử lý keo rồi ha anh em. Nào báo anh em trước. Cây này với cây nãy là một cặp chơi khá quái ha. Thì cánh này nữa nè ha. Chơi lửa mình chơi mai lửa quái anh em ơi. Cây này cũng nhổ trậu ra nghe anh em. Hoành nó 24. 24 hoành. Chiều cao 25. Đường kính bầu là 27. M13 giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. 500.000 thôi, chỉ 500.000, cây rất là quái anh em ơi. Cây này dễ thương. M14, cây này. Ồ, cây này đế cũng quái lắm nè anh em ơi. À, cái này thì có một lỗ trên này không biết. Đó, mình đã xử lý keo hết trơn ha. Đó, lỗ nhỏ chỗ đó ha. Trong nhiều không biết. Nhưng mà cái đế của nó quái nha. Đế rất là quái. Hoành nó 15. Hoành 15. Cao là 25. Cao 25. Đường kính bầu nó là 20. Mã M14 này giao lưu với mọi người là 450.000, em bao ship toàn quốc. Rồi, chỉ 450.000 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Rồi, M15. Ok, này đào đất nha anh em. Quá trời cái bầu đất luôn. Cái này cốt cành cũng khá đẹp nha anh em. Đế tương đối. Rồi, hoành luôn em ơi. Hoành nó là 24. 24 hoành. Chiều cao nó là 47. Chiều cao 47. Đường kính bầu 36. Rồi M15 này em giao lưu với mọi người là 800.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 800.000 thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây khá là đẹp nha. Đó, đây cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào anh em.